Rồi, em xích vào trong để quay cả con nữa. Đẩy em đẩy nó. Nằm xuống để kéo con ra. Rồi, xích xuống. Nằm hẳn xuống đi cho con nó bú đi cho nó dễ. Nằm xuống rồi xoa được cả mẹ cả con. Đây là lòi. Và đây là đàn con của sẹo. Ừ, lòi nằm xuống đi. Thấp xuống đây. Ừ, đúng rồi, ngoan lắm. Quá xinh luôn. Xem nào. Con nào. Đực này. Thằng này có tí trắng ở bên dưới này. Lông trắng của này thì khả năng là sẽ ra lông, không biết là ra lông màu gì đây. Vàng vàng theo kiểu là nền dưới là vừa đen. Cọc tịt này. Con này. Con này cũng tịt luôn này, ba con cùng tịt. Ba con đều tịt. Cọc. Sao nó lại cứ phải nhoi lên vai của mẹ mà tí. Ok. Ui, sao lại có cái dây lòng vòng này, không cắt đi, có kéo. Cắt cái dây rốn này. Cứ để đấy, chú cứ quay đi, quay xong rồi anh lấy cái bấm bông tay anh cắt. Đây là con mẹ nó mà chăm con quá là nó cắn. Đây là con no rồi, nằm. Nằm ấp mẹ để cho nó gì thôi. Đây là lòi. Lòi là cọp tịt. Lòi đẻ lứa này là lứa đầu tiên với sẹo. À, được ba con. Đó. Đây là rốn này là coi như đẻ đêm hôm qua. Rạng sáng hôm nay. À. 4 giờ. Cứ coi như là đẻ là trong ngày hôm nay, rốn cũng rốn là khô rồi này. Đẻ ngày hôm nay, ngày 11 tháng 10. Đó. Đàn này là bố mẹ là đều là cọc bản. Tai đều dựng tự nhiên. Lòi này là con cọc cái thứ hai mà mua về, con đầu tiên là con lõm, con cọc vàng thứ hai mua về, con đầu tiên là con lõm, con thứ hai là lòi luôn. Lòi này là mua về từ sát biên giới Trung Quốc đấy. Coi như là sát với lại đường biên bây giờ mà người ta đang rào đấy. Sát sạt. Cách trên cao nguyên đá mà từ chỗ lòi mà xuống đến thị trấn là 80 cây. Đi từ sáng đến tối mới xuống nơi đấy. Chở nó. Đấy, không phải chuyện đơn giản. Đó.